Dạ. Tại vì tôi màu đen nên nó màu trắng cô. Tại tôi màu đen nên nó màu trắng. Thế thì ra muốn là ra muốn gì đó không biết nữa. Cái bọc mày bỏ vô chụp hình cái hả, cười luôn, cái cười quay mai cho cái mày á, cho cái mồm để cho nó xuống đi, cho thấy mặt cái mồm để cho nó thấy, nó đang vui hả. Rồi cô chụp tôi chỗ này nè, tôi lấy cái đài á, được không? Chụp tôi đây đi. Dạ. Hai cô thôn nữ này, cái này coi đây. Hai cô thôn nữ này, ấy đây. Đó. Rồi, bác nãy ra đây nó mát nè. Đây, 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 ngó lên nè mày. Đây, đây, con chụp. Ra, đó, phải đó, đó đâu đâu cái gì mà cái này cái bao. Sao không có trái gì trơn. Rồi bả được. Ủa sao có cái gì ăn nửa chân kìa. Thì đó qua đem ra trong thợ ăn nữa. Em tưởng chắc rau lan. Nè cái này để riêng đi. Muốn đó. Rồi. Tôi ăn rau muống, tôi trồng rau muống chơi vậy đó. Thì không ăn hả? Không, tôi ăn rau muống. Rau đắng. Rau đắng để hồi bác làm. Thấy không, rau đắng dễ trồng lắm mà. Trời ơi, cô trụng sơ sơ thầy thôi. Thầy trồng vô nước hả thầy? Nó nước, về cái ngò ôm cũng vậy nè, nè thấy không? Ngò ôm ta để nước. Ngò bên kia tốt lắm, bên này nông tốt, bên kia tốt lắm. Bên kia là bên nào? Vườn. Vườn nào? Ủa bên kia con không thấy thầy ơi. Con có thấy đâu. Đi, đi. Để con qua bên con đi, để chờ mấy người này đi tung. Thầy để con bứng, bứng đây ra, ngò ôm, ôm về trồng thầy. Không bên kia, coi chừng đạp với cây nhỏ tôi hết đó nghe. Cái gì thầy? Thầy coi chừng đó. Cái chân hôm qua sao cô kéo nó rớt xuống vậy? Tự nó lên lọt xuống dưới đây nè thầy. Nó bu đây nè, nó bu đây nè. Được rồi. Không, cắt sơ sơ rau lan thằng qua bên kia nhiều lắm. Ở đâu thầy? Tại nguyên cái vườn bên kia tôi ập. Không biết cái vườn của tôi trời. Không biết. Đi. Thầy mua miếng đất đó mới mua rồi đó hả? Cái nhà mà. Trời ơi, không biết nè. Phật tử mua chứ. Phật tử mua cho thầy luôn á hả? Đâu có, mua lại đó đó. Cái nhà này mà nếu mà họ bán mua mà họ không bán mà họ không cho thuê nữa. Trời ơi, sang vậy đó. Trời ơi, chúng ta sang đẹp quá cô. Cô chụp tôi hẹp. Thầy làm sao thầy có cái hoa sen mà 100 cánh rồi đó thầy. Ừ. Đâu làm đâu? Từ từ, đụng cái máy tôi kìa. Đẹp quá. Không được, cái đó đang thâu. Cô không chụp được. Lỡ rồi. Chụp cái máy cô à. Cái này con đụng tới rồi. Thấy có xe không? Mấy đâu giờ đang ngọt lắm nè. Mấy cái này là thầy để hộp để mà mai mốt trồng lại hả thầy? Dạ. Yeah. Còn cái này là thầy cắt hộp cho nên nó mới ra lớn vậy chứ không? Dạ. Yeah. Không có sao, rụng không sao nó còn mà. Rồi đi. Ngủ bên giường. Dạ. Đất giữa nó mua được. Dạ. Đúng rồi. Dạ, bên đây là mua đây kìa. Thầy mua rồi đó hả? Phật tử mua. Rồi ai dạ. Đất này của thầy luôn hả?
đất của chính phủ. Đất này của chính phủ, còn ở nhà này là cái bà mà có con chó mà chết rồi, con chó thì không rồi. Chó cho luôn rồi. Rồi với cái giường ra tôi đây không lo lo bên kia. Ngồi tôi phải tưới thấy mò rồi mấy cô về là tôi tưới. Ủa, vậy là cái nhà này cũng có hai vợ chồng già đó hả thầy? Dạ. Yeah. Cho thầy luôn hả? Trời ơi, hơi mua. Mua. Thầy mua luôn rồi hả? Phật tử mua. Phải tôi mua chắc tôi giàu lắm rồi. Dạ cho thuê. Cho thuê rồi. Cái giường này của tôi. Đó, nè, thấy chưa? Ngồi ôm nè. Nó mới tốt. Sao con xin ngồi ôm? Dạ, vậy, nè, bước vô cái thùng này đi. À, bước thùng không được, nước chảy. Hả? Nước chảy, chứ cái thùng là nước không chảy á. Không sao mình bỏ vô trong nước. Thầy nó đâu lan đâu. Cái kìa. Thấy không, hôm nay là... Trời ơi, đầu rầm quá trời luôn ha. Nè. Ủa, có ngò ôm nó là liễu. Ngò gai. Ngò gai. Nó ngò gai. Nó nói là đâu? Ờ, ngò gai. Ừ, bứng cái ngò miếng, bứt cái ngò gai đi. Ô bà làm đi, rồi tôi ngồi tôi chơi. Nè tôi làm mấy kho này lại nè. Cái dưa kêu kìa, sao lên kêu kìa. Cô liễu. Dạ. Tôi cô nào. Cái dưa. Sao chín ngắt rồi. Vậy chứ đâu có chín. Đâu. Không có chín, nó ngọt lắm. Ủa không phải dưa leo hả thầy? Dưa leo đó, dưa đặc biệt á. Họ hôm qua mới hái kia mà giờ ra nữa kìa. Thầy mới hái thì nấu ăn đó phải không? Dạ. Năm nay nó xấu quá cô ơi. Thầy không có tưới nhiều phải không? Sao không tưới nhiều? Tại tưới kìa hai bận. Quá không? Hai bận mà nó vậy đó. Mà bữa đâu mà hộp tại hôm qua trời mưa cho nên bữa nay chưa sáng không có tưới. Giờ hồi tưới nè. Cực quá à, thầy. Thầy cực quá thầy. Trên đời này có cái gì mà có tiền không cực không cô? Quá ha. Nè có mấy cục rau muống kìa. Thôi rau dền kìa. Nó lên nữa. Rau dền. Rau dền nó ngon hơn rau lan. Trời ơi rau lan bà ghiền, bà lãnh đạo bà ghiền rau lan đó. Trời rau lan nó không ngon lành, rau dền mới ngon. Bà đạo bà ghiền rau lan. Vậy đi, bà muốn ăn cái gì không cắt cho bà về. Thôi đủ ăn. Rồi. Không phải, em cắt cái đồ. Không cắt cái rau dền này cũng ngon, mà rau dền nhà con nó mọc quang cũng nhiều lắm. Rau dền quang, rau dền là dền cơm mà, dền trồng mà. Không, cái loại này nó trồng, nó mà nhảy tùm lum, nó đỏ cũng có nữa thì trắng cũng có. Nè, nó giống cá này không? Con phải mướn người ta lợi người ta xới đất xới ra đậu luyện bớt đó thầy. Đây nè. Giờ khiêng một chậu rau đây nè. Khiêng một chậu rau má đây nè. Đó. Nhiều quá thầy, để đến xới ăn mớ để cho thầy cho bưng cái. Rồi cái đống coi thôi. Nó nhảy tùm lum tá lạ. Đi ra cũng thùng đi. Rồi. Bây giờ để hồi khiêng. Được rồi. Không ăn chi. Nặng dữ vậy hả? Để hồi xe chạy qua tới đây. Không, xe chạy tới khiêng ra. Hai mấy trái dưa đi về ăn. Cái dưa vàng vàng kìa. Cái sau lưng kìa. Có trái đó vàng nữa. Đó, đúng rồi đó. Cái dưa này vàng mà ăn được. Nhưng mà nó còn ngon, ăn thử coi. Ngộ vậy. Nó còn chỉnh. Được rồi, trái được một trái thôi. Kìa đó, còn nữa kìa. Dưa leo hả thầy? Ngọt lắm, dưa leo này ngọt lắm. Trái đó chưa vàng, đừng cắt. Không có được rồi. Má ăn. Ơi, cho nó nói ngon mà ăn mà. Kỳ nè, quá. Bây giờ qua coi dưa gan nè. Đâu? Giờ nó còn trái trái à. Ô trời ơi. Nè thầy con nói là cái này nó vàng vậy đó. Con nói ý thầy. Ý thầy con nói là nó màu vàng như vậy nè. Trời ơi trái này ngon lắm hả thầy? Ừ. Cái này giống. Ừ trái này để giống nè, trái này ngon lắm nè. Hết rồi đó, nó hết mùa luôn rồi đó. Đấy là dưa gan này, cái này là con ý con nói là người ta ở bển là người ta bán cái dưa gan như vậy. Cái dưa làm giống. Đó em nói chị lại Việt Nam nó bán cái dưa như vậy đó. Nó bệnh Việt Nam bán. Thôi cho nó ra thôi. Thôi để làm giống thôi. Không có, để đi hộp cái đống. Không có ăn nhiều đâu, để nó đi. Hộp cái đống rộng rồi. Tôi dòm thấy tôi nhiều lắm trời ơi. Một trái trồng hết cái. Nè còn trái nữa kìa. Không thấy giờ mới thấy kìa. Còn trái nhỏ kìa. Con trái nhỏ nữa kìa. Hái đi. Ôi Liễu để nhanh. Hái đi.
Thầy Trần, cô thải thải thầy hồi thầy con cái thì để thầy làm giống thầy hồi rất cái bộ đẹp quá cái dòng đây vậy thầy hồi rất cái bọc ạ à. Lẽ cho nó hư chứ để đâu hả chứ để đâu đến bàn dạ thầy ơi sao để đất thì không hư mà thầy để giờ mình để thì lại hư cắt rồi ồ vậy hả mày phải che cái nắng nó lại không thôi mày đem thui bây giờ thầy bây giờ bước lo như nào đâu quên rồi thầy bước lo là không đem thôi để chung với rau má luôn cái ôm đâu có bứng cô cắt đó đây là cà mê tôi cắt nha chị ơi chị về chị gắm vô cái là nó ra nó sống là thấy chưa có rễ rồi nè phải bứng hả? Đâu bứng. Nè thấy chưa? Vậy nó lên hả? Cút này ăn, cút này trồng. Ủa vậy hả? Trời ơi. Ý đại nhiều chút đi đang về trồng. Thì biết rồi, tôi coi cọng nào có rễ nè. Ừ. Rễ sẵn luôn rồi thấy không? Ừ. Còn cái lá này lá gì mà ba lá cây đậu không? Lá đậu. Đậu trồng. Đậu trồng. Cái này hả thầy? Dạ. Yeah. Mới lên á. Trời, qua là vô. Nè. Nó dư sức ra nhiều là cô trầu định thì hãy là dư lắm cô ơi chúng hết tôi tiếc rồi xong nhớ nghe ngắt cái đậu lên ăn dưới trồng nghe để ra để luôn rồi đó để trồng về đi nghe cô thầy con nói cái gì tại giờ mấy bà trồng với tôi không có trồng đâu nha bà trồng mấy cái đọt là một con cách là trồng lời trắng luôn cái dưới để nhau cái cần cắt cái rễ này ra đây nè không cắt đi cắt ăn đi với cô cắt ăn đi nói nè đang ra mà cái gì nó uổng lắm cắt đọt cô cũng hiểu á, không có hiểu không cắt nó không có trái đúng vậy bởi không hiểu thì có cãi vậy vậy hả cắt nó mới được hả ok cắt ra vậy tôi cắt ra khúc ăn được thôi đúng rồi đúng rồi đây 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 em biết đúng không cắt chịu luộc về chấm cái nước ngon lắm đó ngon lắm đó cắt cho bà liễu số nữa đi cắt vậy đó cắt cái khúc non nè chị ta chỉ như là cắt khúc non rồi cái chạy chạy cái đó dưa leo chị hay quá rồi cái trái dưa leo toàn tan đó đó dưa leo toàn tan đọt bầu này ngon lắm nó chào đọt bầu rồi đọt mắt lắm á cái đọt bầu cắt đi tôi đứng đây tôi ngó tôi ngắm để liễu làm hết đi bên kia quá trời kìa qua bên này vô đây không bên bên mình bên thằng rào á thằng rào đó ok nó ló ra được rồi em mà lát qua bển cắt khúc cô thấy không nè cô mấy cô thấy tôi trồng đất này không chứ đâu có trồng ếch trồng ô cái địch không thấy không nè mày đừng có cắt cái này nó ra bao cái này còn rau má đó không có cho nước nhiều nghe cô rau chỉ có rau còn ôm mới có nước thôi rau má cô trồng nước là nó tiêu á nghe rau má chỉ có tưới thôi nhiều cả quá trời sao mấy con cắt gì đừng cắt cái đọt chỏ đọt mốp nghe có chừng cắt lộn đọt mốp à hồi nhỏ xíu đó đọt mốp cái đó bầu đúng rồi đó còn cái này để cái này mướp nè phải không dạ yeah. Cái nào mà bị mà có lông có lông cái này cái này cái này gì đó là bầu. Bầu. Cái này mướp. Nè, nè con. Con. Cái trái dưa này mai à, đừng có cắt lọc mướp tôi à. Cái đó mướp hả? Ừ. Cái này là mướp. Nè, cái này nè, đi về rửa cái là mai nó chín ăn liền nha. Không ăn nữa nó chảy nước hết trơn đó nha. Con mê cho đó đó thầy. Ừ. Cái này cắt được không? Cái này ra. Được, cứ hai đi. Cái bầu nó hư rồi thấy chưa? Cái này hả? Không, cái trái bầu đó nó không đậu thấy không? Nó không có ra, không được không à. Năm nay tôi không có bầu. Năm nay tôi có bầu. Quay đây là đưa cá không thầy? Dạ. Chứ cái đọt đó đọt bầu, đọt bò dài nè dòm ra. Trên này đó hả? Vâng, nó bò lận lặng đó. Còn cái dưới này là gan. Nó bò dưới đó, nó dốc đó cô. Nó bò dưới đất nhóc đây. Ờ, nó bò
Vâng. Cái này lá này lá bự lá đọt gì? Đúng rồi nó đó. Bắt bầu á, bầu á. Bầu hả? Trời, nếu mà tôi giúp bầu với lại là... Trời ơi, bà nhìn cái lá nè, cái lá này lá mướp nè, thấy lá chưa? Mướp, đợi, lá mướp nhỏ, lá mướp. Còn cái này lá bầu, bà trời. Lá mướp nó nhỏ mà cái mướp nó không có mà cái lông lông nhỏ nhỏ. Cái đặc bầu này nè, nó có hai cái ăn á, nếu cô luộc ăn nó hơi nhẵn nhẵn. Có cái thứ hai nữa đó, cô xào để chút xíu dầu vô, chút xíu bầm, chút xíu tỏi vô đó. Dạ. Sao? Cái này là bầu, cắt này được không? Dạ được. Tôi hâm nó rồi đó, từng nữa mà không có trái là tôi dỗ dục hết. Lần tôi trồng quế có tiền, ông nó không có tiền. Mà tưới nước quá trời mà nó không có. Đúng rồi, thầy trồng quế đi, nó bán có tiền nhiều hơn. Ừ. Rồi, cắt lộn đọt dưa leo ta sửa rồi. Đâu? Mày dưa leo gì thầy? Đó đó. Nó nói là cái lá bầu nó dày mà nó có bơ gì đó. Này. Đúng rồi, bầu đó. Cái này là cái này mướt nè. Mấy cây bò đến này là được phải không? Không, mày cái nào mà nó có lông lông lá lá đó. Cô lông nhìn lông. Thấy cái dạng, cô nhìn xuống thấy biết mà. Không, trời ơi, đào mấy người này. Bà Liễu, bà Liễu mà bà. Đây là quán này của Đào. Dạ. Cắt. Cái đó làm chi? Đồ đắng. Đồ đắng hả? Để bà đi thấy dơ lắm. Không phải dơ. Cái nước nó vậy chứ dơ, sao mà dơ, dơ sao nó xong. Cái bầu không? Cái bầu dưa leo. Cái bầu. Cái bầu nè. Bầu cái này dưa leo, đúng không thầy? Dạ. Dưa gan. Cái này bầu không? Dưa gan quá trời đi. Trời ơi, đẹp. Mấy cái dưa gan đây là thầy. Dạ. Thế mấy bà cắt vậy mà nó không ra, bà không ra trái tôi dục nè, bầu còn bầu không nè, bầu đi nè nhóc đó, đúng rồi nè. Nè bầu nữa nè. Yeah. Đó là bầu hết đó. Yeah. Mình cắt cái này được rồi hả, không tại cái bầu này ra nè, không có ra đâu, không có ra. Chị ăn nói đó hả? Ừ. Chị ăn vậy nhắc chị chưa? Không, ý ta nói là cái này, cái trái nó nằm bên đây nè, nó đang trái. Cái này là cây củ chuối nè cô, nè bầu không nè, ngọn nè, trời ơi. Nè. Ờ. Nhưng mà Tết ăn được. Tết ăn chuối ăn hả? Một năm học, một năm một lần nhưng nó bán ăn. Nó trồng một năm ăn được. Thầy à, ừ. Mấy con nhỏ này với bà Liễu là không có nhiều khi không có biết cái cây gì là cái gì hết trơn. Bà không có, bà buôn bán mấy này nọ chứ. Còn con là ông chồng bà làm vườn làm gì, ông biết. Biết gì đâu. Ừ. Biết cái gì là bà biết cái gì, bà biết công ăn là bà bán rồi. Đúng rồi. Là ông bảo là cái người mà trồng cây nè. Trồng cây là tôi vô phương. Dạ. Được cái một tơi không? Rồi nhiêu đó là ăn thấy bò rồi cô Liễu ơi. Vậy bỏ uổng thầy. Tại chứ mà tôi đã ăn không hết. Không, chưa quen ăn là ăn không hết. Không phải, còn cho mà cắt uổng quá, uổng là uổng sao? Phải cắt khúc nữa. Khúc xíu nữa hả? Dài hơn, dài hơn chút nữa. Mà con kệ đi, kệ đi. Cắt về là tôi nó nhảy dữ dài cho con coi. Cắt về nó nhảy nữa. Năm tới là thầy nói là nhảy nữa mà. Thầy ương bầu cho tụi con. Rồi nó chạy cuốn dục mạnh chứ nào. Ồ. Vậy thì cắt thêm. Không, cắt rồi nó cắt thêm được. Vô chút đây, cắt dài ra chút. Rồi đi qua lấy túi hai bàn tay.
Nè, giờ em có tôi trồng rau má là thấy chưa? Để bắt trước trồng nghe thấy không? Liễu ơi, hồi mình sắn khúc đem về bỏ thùng cho khỏe. Dạ. Bớt lên cấp rồi đó, cái thùng sẵn thì nó không có hư đó. Chắc ăn rồi chứ mấy bà về là không có được. Nguyên thùng cho nó phải. Thôi nó đỏ. Thôi thầy đổ lồ, sao thầy không hái vô? Rồi năm nay nó không chín không điều, tôi bực mình tôi chưa hái đó. Năm rồi mấy trăm cái ớt, năm nay nó vậy đó cô. Cái cây này tối chiều ngồi mát mẻ, thấy cái ghế này quá tốt. Tại tôi mới đem ra tính bỏ đó, chặt hết chỗ rồi. Để đây cũng được vậy, nhưng mà đi lượm lượm riết hết chỗ để rồi. Cái chỗ quá tốt, còn vật tốt. Rồi nó hai vòng tay đó. Rồi má mình có rồi phải không? Rồi. Ớt thầy cay không nè? Thầy, ớt thầy cay không? Chưa ăn thế nào. Mới đầu mùa. Cái miếng đất thôi, còn nhà này cũng tan. Hoàng tử mua. Để đây tôi coi dùm. Họ mua rẻ lắm, cô giờ mắc rồi đó. Đúng rồi, nó lên lại. Ừ. Tình lời nó lên. Dạ. Yeah. Rau đắng đó, nhóc đó. Rau đắng. Rau đắng nè, bên kia đó kìa cái chỗ. Nó bò. Không ăn đâu. Rau đắng nè. Rồi nó tốt, dễ thở tốt không? Thầy cắt vậy đó hả? Dạ. Cái lông rèn này của thầy bị sâu ăn hết rồi. Thì không, một cào ăn nó lâu dài là nó vậy đó cô ơi. Chứ mà cô muốn nó tốt là thuốc không đó. Dạ, gầy hư hết rồi. Đây nè, rau đắng nè, cô nhóc đây nè. Cô biết rau đắng không? Đắng như thế nào thầy? Đây, đây. Cái này là rau đắng hả? Vâng. Vậy hả? Họ mua nó mắc lắm á, mà tới thì mình trồng thì nó đầy giấy. Không biết ăn. Cái rau đắng này nè, chị nấu cháo cá, chị để vô chị ăn, trời ơi, bán cháy luôn. Ngon lắm. Cái đó cô bắt miếng dầu là cô xào. Xào mà ở đây? Dạ, mà đừng có đảo hoài nó ngét ha. Dạ. Luộc cũng vậy, nước sôi ào ào lên rồi bao để vô cái nhúng. Đúng rồi. Chấm ơi, chấm kho quẹt á, còn dạ, lắm. Cắt bên đó luôn nè. Thiếu gì tôi không lấy, tôi lấy cái thùng, tôi tốn cái thùng tôi vậy ta. Theo vậy mà một mình tôi cái vườn này, cũng thấy cô cắt không? Cô thấy cô cắt còn thấy mệt xuống gì tôi có mình tôi mà tôi tưới không? Tưới mà tôi làm cỏ giờ hết làm nổi, bác sĩ giờ cấm 2 tháng. Gãy lưng. 2 tháng không cho tôi không làm này nữa nè. Thầy phải nghe lời bác sĩ. Thì bởi vì phải nghe lời bác sĩ. Ngồi tả thúc không đường nữa. Thầy giới thiệu tên một thầy đem cái ghế cao cao lên đó. Rồi thầy ngồi thì là cay dữ lắm á. Dạ không, con không có ăn đâu. Con nhắc cho thầy đó. Không, để tôi hái thấy một lượt tôi mới bán được. Đó lộn rồi. Thầy để quá rồi sao thầy bán? Cái này đó lộn rồi nè, con hái cho thầy nè. Con hái vậy ta thôi khỏi. 10 đồng bao đó cô. Dạ, con hái rồi, con thầy đang thầy đem vô thì bán. Thôi, con mấy tay bán gì. Con có nhiều lắm á, mà cả một nhà ăn nữa. Trời ơi, hai. Trời ơi, mấy con bạc lấy ăn đi, mẹ ăn đi. Chứ giờ này nó chín rồi, thầy để cho nó khô hết rồi sao? Nó khô queo rồi đó. Thầy, cái này nó già rồi đó thầy. Thầy, đó. Thầy bên không. Cái nào cũng đắt nước hết trơn á, mà tại không cắt nó già vậy thôi. Chứ rau đắng là phải nước không hè. Cái rễ nó có rễ đó cô đào mấy cái cô Liễu. Mấy cái già vậy cô về cũng găm vô nước nó bò, năm tới nó bò tùm lum tới lả luôn đi. Thôi đùa. Có con cá màu đỏ hết rồi. Đây nè, nhóc nè. Gấp.
nên phía ngoài chỗ này cũng thấy. Cái trái nó khô hết rồi. Nó khô khóc rồi. Không, ta sai ta làm sao tế không? Thấy thấy vô tôi làm sao tế cũng được. Tại đó chứ nhiêu sao bán. Nhiêu đây tôi làm đồ ăn cho Phật tử nữa. Không biết cái hai ớt rồi, hai đứt dánh tôi luôn rồi. Đâu mùa này đâu kịp nữa đâu. Mùa này là hủi lạnh. Mùa này là hủi lạnh bây giờ. Nó tới tháng 8, tháng 9 rồi. Ớ rồi mà bây giờ để đây, bây giờ không phải gì, nhích xeo đi là tôi khiêng cái chậu ra má lên cho. Dạ, bởi vậy lấy xe xe ra để chậu ra má nữa, để xe đấy nè. Bây giờ vô ăn miếng cơm nữa là mới về. Thầy, thầy nghĩ tụi con mà ăn như ăn thì con giống như thầy là con chết rồi. Thầy biết là con xuống 130 là con mừng lắm rồi. Tiếng rồi nè, nãy không ăn cơm mà. Cái gì? Đâu đắng đó. Lấy rồi, cô Liễu lấy rồi. Cái đó ba chê, cái đó là cô Liễu lấy rồi. Trời ơi, bà cắt nhiều lắm rồi cô. Tôi nói không có phải. Cô mà trồng nó lên rồi con qua không có hết cô đào. Cái này nó héo rồi nè thầy. Cần nước nè. Thì cần nước để hồi tôi tưới với cô về là tôi tưới rồi. Cái giò quay đâu? Trời ơi, cô đừng hăng quá đi lo. Hãy đi về rồi đi về cho sớm đi. Đi về mấy tiếng đồng hồ xa xôi. Đó, cô Liễu đó, bưng cho cậu đi. Đây là 6 tàu rồi thầy. Dạ. Ok, có thể 6 tàu hả? Dạ. Cái này nó ngọt dữ lắm, nhưng mà nó không có gì này coi. Hả? Nó nhảy đi, nhảy coi chứ 6 tàu có gieo không? Con không biết. Thầy mua ở đâu vậy? Người ta cho. À. Nó nhảy còn ngọt, táo này ngọt lắm nè. Nè yeah. Mà năm nay nhiều người trồng táo không có trái nha. Không biết sao năm nay có kỳ giống như tôi bầu không có trái nào vậy đó. Tốt gì mà không có trái. Nhiều người trồng táo không có trái. Thầy phải gieo làm cái nhụy đó chứ. Không phải. Tại vì nó hốc nước đó, vậy đó. Nó tốt chứ mà nó không có trái. Kệ đi. Thôi kệ đó. Nói cái trái cũng ăn cũng không hết nữa. Chắc cũng có việc nè mơ mớ cứ đầu mùa rồi xuống lấy cây con về trồng giữa mùa xuống ăn rau cho đã rồi cuối mùa xuống chỗ dẹp vườn rau rồi sen nè dạ không hồi đó có một chậu mà nó từ Quan Âm tiết qua đó cô. Rồi năm tới chứ giờ nó rụi năm tới đi năm tới tôi chiết sẵn cho bây giờ đinh cái chậu ra máy để vô trước rồi có mới để đồ vô chạy xe bỏ đi chạy xe qua bển hả.